Kính thưa bà con, kính thưa quý đoàn ở Sài Gòn cũng như là đoàn địa phương tại Huế, đây là điểm thứ ba, là điểm cuối trong ngày hôm nay. Thì Quang Ly xin đứng đây để mà nói lời cảm ơn đến với anh em nghệ sĩ ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã cùng bay đến đây để mà cùng với Quang Lê coi như thao tác công việc coi như là từ thiện. Và cảm ơn ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn, ca sĩ Lý Thu Thảo, ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Tấn Phương, ca sĩ Trọng Hải, ca sĩ thứ hai nữa, ca sĩ Thơ Bằng, ca sĩ Đinh Thiên Vũ. Cảm ơn chị Hà, là một người chị doanh nhân thành đạt ở Đà Nẵng, cũng là bỏ công bỏ việc để mà ra đây phụ với phái đoàn tụi em. Cảm ơn thầy Nguyên Pháp, cảm ơn thầy Ba La Mật đã bỏ sức. Cảm ơn những người anh địa phương là Phật tử của thầy Nguyên Pháp cũng đã hỗ trợ cho gia đình bữa ăn trưa. Rồi gia đình coi như là xe cộ đi đây đi đó để mà đem món quà tới cho bà con. Thì hôm nay là điểm cuối. Cảm ơn anh Âm Thanh Ánh Sáng Xuân Quê. Cảm ơn anh Xuân Quê đã tài trợ cái phần Âm Thanh Ánh Sáng. Cảm ơn anh Tú là doanh nhân ở Bình Phước, bỏ việc, bỏ nhà hàng mấy chục tỷ lên đây phụ. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái anh hồi trưa anh mời mình ăn kìa. Cảm ơn anh Lê Thanh Tùng, hồi trưa này coi như là thấy đoàn đi làm cực khổ quá, anh cho mấy cả đoàn ăn hộp cơm chay rất là ngon đậm tình nè. Dạ. Mình còn thiếu ai không à? Cảm ơn anh ca sĩ Huế Thành Nhân. Và một lần nữa con cảm ơn chùa thầy Phước Như đã cho con cái không gian mà rất là hẻo lánh này. Đó là cái ngôi chùa mọc lên giữa cánh đồng, để mà nơi mà để kêu coi như là lan truyền tình cảm cho mấy cái làng kế bên. Cảm ơn trời đất, hồi sáng là trước khi tới đây là mưa ầm ầm, mà đoàn vừa tới là tạnh mưa liền. Đó, đó là nhân duyên đó. Dạ, thì hôm nay đoàn em thì không có gì. Đoàn em thì đơn giản là có mì, có gạo, có nhu yếu phẩm, rồi có tiền thôi à. Dạ. Thì Quang Lê cũng rất là mong trong dịp Tết là Quang Lê cũng phải đoàn sẽ về những cái nơi nào mà cần để mình giúp đỡ. Bởi vì người ta hay có một cái câu là mình cố gắng làm để Tết mình có một cái Tết ấm no. Thì mình sẽ đồng hành với những người khó khăn hơn để mà cùng nhau có một cái Tết ấm no, được không bà con? Vỗ tay thế. Rồi bây giờ con cảm ơn, bây giờ con chuyển lời cho thầy Ba La Mật nè. Vỗ tay cho thế này. Cảm ơn cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, tối rồi. Mau lên. Đoàn Lâm. Đoàn Lâm thầy thầy. Mời anh Phúc vô, anh Phúc. Phúc vô đây. Phúc vô. Hướng này thiếu nè. Bà con mình vui á. Thư kêu tự nhiên đứng chụp hình không vậy? Rồi phát bao thư đi, rồi con lên ra phát bao thư đi lên. Rồi thu phiếu phát bao thư nha. À, trong cái bao thư chúng ta có 200.000 y như tiền nha. Với lại một hộp mì, bịch gạo, túi nhiều yếu phẩm. Và bây giờ bà con mình có phiếu á, chúng ta tập trung về bên phía cây xài nè. Qua đây. Rồi cho xếp hàng giùm đi Sơn. Một hàng giùm. Một hàng nha, một hàng nha. Một hàng thôi nha, một hàng. Lấy củ ông nón này làm chuẩn, chúng ta xếp dài ra nha. Rồi chùa mình rộng lắm, cứ xếp hàng vô một hàng một thôi. Rồi mở cái phiếu ra giùm thầy. Mở cái phiếu ra sẵn nha. Rồi Tú là mì. À, không chưa, ở đây không chưa. Đừng chen, một hàng một nha. Rồi xong chưa, ra về. Thằng Thương gạo. Thằng Hải nhu yếu phẩm đi ha. Rồi xong chưa. Đây nè. Rồi.
Rồi. Là các em trẻ mình thấy các cụ nào khiêng nổi mình khiêng ra giùm nha. Mình tạo cái công đức trước cái chùa. Cái này, ông đi tới. Ông đi tới, ông lấy một bịch gạo. Rồi bao thư đứng ngay chỗ cái cô áo xanh nha. Rồi phát bao thư. Mấy cô này xếp hàng nhìn thầy. Mấy cô nào có phiếu xuống kia xếp hàng. Xuống kia xếp hàng. Rồi lấy phiếu rồi, rồi đi về. Bây giờ nhận trước một phiếu, chút xíu nó quay lại lấy một phiếu nữa. Ai hai phiếu chúng ta nhận trước một phiếu, còn một phiếu nữa chúng ta chút xíu quay lại lấy. Rồi từ từ để không có kịp. Rồi. Rồi đi về. Thu từ từ, thu phiếu từ từ để bị kẹt xe nè, từ từ. Đây, con đứng đây nè, để đứng đây, đứng đây. Rồi, đứng đây, nặng đi lên, rồi. Hay quá, cảm ơn thầy nhiều ạ. Mọi người có đầy đủ hết á, không thiếu gì hết á. Đây mọi người là có quà nè, có tiền nữa nè, rồi chụp tấm hình luôn, vô luôn vũ. Mấy người rồi ai đi đọc hả? Rồi ai đi đọc rồi bây giờ là mỗi người là có quà nè, mình có tiền đem về nè, rồi chúng ta có sức khỏe nhé, còn có dùng không, lấy dùng đưa cô ai chưa nhận quà chúng ta xếp hàng nhận quà. Chúng ta mở cái phiếu sẵn ra giùm con nha mấy bà con ơi. Mở cái phiếu sẵn ra, mở cái phiếu ra. Kẹt xe rồi, dừng lại, kẹt xe rồi. Chúng ta luôn thương về miền Trung, thương về những người khó khăn. Đây là quan cảnh trong buổi tối hôm nay. Lần đầu tiên thầy phát hoài trong buổi tối trong thì một thân rồi đi 3 điểm rồi, chỉ mới điểm cuối. Xin chúc tất cả quý vị được an lành và bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là con nha.
Thấy bà con ai cũng vui, con cũng mừng luôn á. Dạ, rồi chúc tụi sức khỏe nhé. Rồi, chúng ba con mình sức khỏe nhé. Dạ, cảm ơn chú, vui nhỉ. Đó, ngoài ra còn có tiền mặt nữa nghe. Tiền mặt đi chờ mua chim được. Chú không? Rồi, chúc ba sức khỏe nhé. Trời, tình cảm quá. Đây mọi người nha, đây là tấm lòng của tất cả phái đoàn anh em nghệ sĩ nha. Đây, Trọng Hải nè, bưng quá về mỏi tay nè. Trọng Hải bưng quá mỏi tay đây quý vị, bưng từ sáng tới chiều luôn. Hoàng Ngọc Sơn là sáng giờ là bưng quá về ba luôn nè. Đó, Lý Thu Thảo là mắm gạo nè quý vị ơi. Đó, lực lượng lực sĩ cầm gạo quý vị lão luôn. Dễ thương quá, chắc gạo. Đây, con như là